Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhiên và mình vừa hoàn thành chương trình J1 du học sinh trợ cấp văn hóa. Và tiếp theo thì mình sẽ đi du học với chị F1 du học sinh. Thì đối với mình là chương trình trao đổi văn hóa là một quyết định rất là đúng đắn cả cuộc đời mình luôn á. Ý là mình rất là thích những cái trải nghiệm mà mình có được trong đó, gặp những người bạn mới và đặc biệt là được qua bên nước ngoài, được giao tiếp và tiếp xúc với văn hóa của họ. Thì có rất là nhiều cái khác, có rất là nhiều cái mình phải làm quen lại từ đầu nhưng mà rất là đáng. Đối với việc mà sống với nhà host của mình á, thì tất cả những học sinh ở chương trình J1 á, thì tất cả những nhà host mà các bạn được đưa tới á, điều kiện để họ được nhận làm host là họ phải có một phòng riêng cho các bạn. Nên là các bạn cũng không cần quá lo lắng là việc mình phải sống chung, phải tiếp xúc với họ quá là nhiều hay là không có khoảng thời gian riêng cho mình á. Thì các bạn đừng lo, bởi vì họ rất là tôn trọng cái privacy của riêng các bạn. Và thì họ rất là nhà host muốn nhận bạn á, bởi vì họ rất là muốn tìm hiểu về con người bạn, văn hóa bạn. Và đặc biệt là họ muốn mang bạn tới với cái văn hóa của họ, muốn giúp bạn hòa nhập với cái cuộc sống mình như là một người bản địa ở bên Mỹ vậy á. Nên là mình thấy rất là các bạn quan trọng là bạn phải mở lòng ra để cho họ tìm hiểu mình và sau đó mình có thể từ từ tìm hiểu họ cũng được. Nhà host của mình thì rất là kiên nhẫn với mình. Những cái ngày đầu tiên mặc dù là mình không có cái chuyện với họ được nhiều tại vì mình không quá rành nói những câu gọi là đối thoại tiếng Anh, nhưng mà họ cũng rất là kiểu kiên nhẫn nghe, cố gắng nghe coi là mình nói những gì và cái gọi là giúp mình. Và nhà host cũng rất là quan tâm với những cái vấn đề mà mình gặp phải ở trên trường, giống như là họ sẽ chủ động giúp mình nếu mà mình có một cái bài tập khó, có thể họ không giúp được nhưng họ sẽ gửi email cho giáo viên kêu là và kiểu nhờ giáo viên giúp mình với một cách đặc biệt nào hơn kiểu vậy. Và nhà host rất là tạo điều kiện cho mình tham gia vào những cái hoạt động trải nghiệm riêng của trường. Họ rất là encourage mình kiểu tham gia những cái câu lạc bộ, club hay là nếu mà các bạn chơi thể thao á thì sẽ một điểm mạnh rất rất là bự luôn. Tại vì họ rất là kiểu thích những cái người mà chơi thể thao hay là thì các bạn sẽ được họ tạo điều kiện cho các bạn chơi rất là nhiều. Và nhà host của mình rất là thương mình nên tất cả những cái game mà mình có mặt á thì nhà host đều tới và coi cái game đó của mình. Sau khi mình đi chương trình trao đổi văn hóa thì mình học được rất là nhiều thứ luôn. Thì không đơn giản là ở việc mình hiểu thêm về văn hóa của họ, biết thêm về những cái cuộc sống riêng của họ, mình là người Mỹ nhưng làm những gì. Thì mình còn cái khả năng tiếng Anh của mình còn được trau dồi rất là nhiều nữa. Mình nói với các bạn thật sự, trước khi mình đi mình học IELTS không có vô, nhưng mà sau khi về thì mình ôm IELTS được tầm có 1-2 tuần thôi. Thì đi cũng thi thi cũng trên 7 chấm. Nên là mình đảm bảo với các bạn luôn, cứ qua Mỹ đi thì cái trình độ tiếng Anh nó cứ nâng lên vậy thôi. Ý là mình cũng không quyết định là mình học tiếng Anh hay là trau dồi gì quá nhiều hết, nhưng mà cứ mình sống với người bản xứ của họ, mình đi học với người bản xứ, mình nói chuyện, mình chơi được với người bản xứ của họ thì cái trình mình cứ vậy mình nâng lên thôi. Có khi sau đó thì các bạn sẽ đến một cái ngưỡng gọi là các bạn mơ bằng tiếng Anh luôn, là các bạn biết thành rồi đó. Nghĩa là mình học được rất là nhiều từ cái việc mà phải thấu hiểu bản thân trước. Tại vì khi mà các bạn qua nước ngoài á thì các bạn sẽ được chọn lớp riêng dựa theo những cái gì bạn muốn học. Thì nhờ có những cái lớp đa dạng như vậy á, mình mới phát hiện ra được là mình thích làm cái gì. Và những cái gì mình học mình thấy nó không hiệu quả đối với mình. Thì cái thứ nhất là mình học được cách thấu hiểu bản thân. Và mình học được cách là ở một mình nhiều hơn, dành thời gian cho mình nhiều hơn. Thì song song với cái việc chơi với bạn bè á, và lúc nào mà cũng đi chơi với các bạn thì mình cũng học được cách gọi là có cho mình khoảng thời gian riêng để mình tự suy nghĩ, mình tự kiểu cảm thấy hạnh phúc khi mà mình ở một mình á. Đúng rồi, sau mình vừa mới hoàn thành xong lớp senior ở bên chương trình J1 thì tiếp tục thì chương trình F1 này mình sẽ đi college, mình sẽ vào học college, mình sẽ là freshman thì mình sẽ tiếp tục đi Mỹ tiếp. Thì các bạn sẽ rất là lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên mình đi và mình sẽ được sống cùng với những người host của mình, là những người mình trước giờ mình không biết, mình chưa từng gặp. Nhưng mà thực sự thì mấy người đó thực sự là rất là tốt bụng luôn á, nên là các bạn cứ thoải mái đi, coi họ như là người nhà của mình vậy. Các bạn phải cứ đặt mình trong tâm thế là muốn tìm hiểu, muốn học hỏi, muốn làm quen với họ. Mình chủ động nói chuyện với họ trước rồi mình sẽ tiếp tục mình phải hòa nhập được thôi chứ không có gì khó hết. Thì mọi người thường gặp cái tâm lý là sợ phải thay đổi, sợ phải bước ra một môi trường mới.
nhưng mà khi mà bạn bước ra rồi á thì bạn cảm thấy những cái nỗi sợ của bạn á không là gì hết so với những cái trải nghiệm bạn giành lại được. Thì cái điều tâm đắc nhất sau khi mà tham gia cái chương trình J1 này là mình thật sự là mình có rất là nhiều bạn bè quốc tế luôn, không chỉ là những người bạn Mỹ của mình mà là những người bạn khác cũng là những học sinh trao đổi văn hóa từ những nước khác cùng tham gia nữa. Thì mọi người thật sự là rất là thân thiện luôn, nên là mình cũng cảm thấy đỡ áp lực đi phần nào. Mình cũng cảm thấy những cái gọi là language barrier của mình, những cái rào cản về ngôn ngữ của mình cũng giảm xuống đi. Và mình có thể mở lòng hơn, mình chơi với gọi là giống như là mình rất là tự hào khi mà có một học bạn hội bạn quốc tế năm trao vậy đó. Và đối với bản thân mình á, thì trước khi mình đi là mình là một người rất là thích đèn nướng, rất là thích ở chung với một tập thể, rất là thích đi với các bạn, và mình từ chối làm tất cả mọi việc một mình. Nhưng mà sau khi mình đi rồi thì mình nhận ra được là có nhiều thứ thì mình cũng không cần kể cho ai, có những bức xúc mà mình có thể tự vượt qua được mà không cần phải ai biết hay là mình phải than phiền gì hết. Thì mình cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn về cái phần tâm lý của mình, và mình cũng cảm thấy tự tin hơn bởi vì mình biết là mình có thể vượt qua được những thứ dạng, mình không có ngại trước những cái thử thách tương lai nữa.